Bạn Linh ngồi gì ra đây? Bạn Linh ngồi gì ra đây? Mẹ tập thể dục nha. Thế có dậy tập với mẹ không? Giữ chặt phần cơ bụng, hoạt động phần thân trên của bạn. Ngon này. Bạn đứng lên nào. Hả? Đủ hả? Bên này sang bên kia di chuyển tay liên tục nhé. Ê, chạy mau nhé. Làm tốt lắm.
chuyển cánh tay. Lần này thì tôi muốn bạn dang hai chân ra hai hướng khác nhau, đưa ra hai hướng 10 giờ và 2 giờ. Bạn sẽ thực hiện động tác squat với thao tác xoay người thành từng trục. Squat. Và sau đó về lại vị trí trung tâm. Đứng về đầu gối. Bạn hãy để ý cách tôi quay gót nhé. Bài tập này là cách tác động lên tất cả các nhóm cơ ngực và phần xương dưới của bạn một cách tốt nhất. Quay lại phần thư giãn, nhưng bạn biết tôi rồi đấy. Nhớ rằng bạn có thể thực hiện động tác đi bộ đá banh. Tôi thích vận động trong trường hợp. Vì vậy tôi sẽ giữ phần thư giãn nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy năng lượng. Nghĩa là sẽ giữ cho nhịp tim đều xuyên suốt bài tập. Bộ bề nhảy tương tự, luôn nhớ tất cả các thao tác phải được kiểm soát. Tôi đang điều khiển phần thả xuống khi hạ người. Tôi thích để cánh tay ở phía trước gọn gàng và ngay vị trí trung tâm. Con cầm cốc lên và uống thử với anh luôn. Thì bạn cũng đang ủng hộ nghề lúc này. Tốt lắm.
ta xoay gương bố. Chưa nhớ mẹ con gì nữa. Giờ mẹ đã sinh. Khi nào ngồi xuống và đứng lên.
đổ bây giờ. Nhớ là bất kỳ khiêu nào bạn nhìn động tác squat, không của bạn sẽ đứng ra phía sau. Ôi ơi, gì cơ thể và phần gót chân, đứng không về phía trước. Không nói lên thiên thế. Và một lần nữa bạn có thể thư giãn nha. Đá môn nào, bạn có thể bắt được chậm và giữ ở đây. Hoặc bạn có thể thực hiện nhanh một cơ. Di chuyển gót chân về mông. Bạn cũng vậy, từng thao tác một, bắt đầu với động tác squat và đá về trước. Bắt đầu nào, squat và đá ra, hướng gót chân ra trước. Khi bạn thực hiện các động tác tăng tốc này thì phải thể hiện sức mạnh của mình nhé, và phải squat như mình thật sự muốn. Chuyển sang động tác nhẹ nhàng hơn, curtsy lunges. Đúng vậy. Thả người xuống sàn, đưa người lên và về giữa, xuống, lên, luôn nhớ di chuyển qua lại hai bên. Mẹ ơi. Tiếp tục nào, nhảy ra. Mẹ ơi. Luôn nhớ động tác mở ra trong lòng kiểm soát. Thả người càng thấp càng tốt nếu có thể. Đau hết rồi. Dạ. Các chị kiểu gì mà đau hết? Chest squat, tư thế squat trên ghế, ngồi xuống từ từ và nâng lên trên các ngón chân, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Vậy là bạn đã hoàn thành xong vòng tăng tốc của mình và bài tập cũng kết thúc tại đây. Đừng quên bổ sung cho cơ thể của bạn những chế độ dinh dưỡng tốt nhất nhé. Yeah. Đau chân quá.